thiệt là tức chết. Mém chút xíu nữa là xong rồi. Tại con nhỏ đó mà hư bột hư đường hết trơn. Dạ thưa dì, thiệt sự là hai anh em tụi con họ không phải xuống đây chơi, mà là tụi con trốn của bạn Ngân Hồ ạ. Thấy hai cái mặt này nó gian lắm thì... Em đi tìm đồ quan trọng hơn là cái vali của anh nữa kìa. Cái gì quan trọng hơn tao? Nửa đêm nữa không à? Mình thân gái mày vô đây, rồi hai thằng đàn ông nó làm gì mày sao? Rồi mày có bầu, rồi mày đẻ ai nuôi? Tao tiền tới mày không có nữa. Sao cuộc đời thầy cái gì cũng phí vậy thầy? Có khi nào thầy nói miễn phí không? Không có phí, là phí cuộc đời nha con. Bởi vậy mấy bạn con nói không sai, thầy làm tới quận gì cũng có phí vậy.